tôi để thời gian cái dịch này đi đi, tức là đây là các cái thủ thuật nhẹ nhất nha, tác động của da trẻ đi đúng cột ngày qua nhìn thấy được rồi. Hoa phát miết phân hợp béo phát gỗ đấy, bảy cái thủ thuật làm được da là nhẹ nhất. Cột thứ hai là tác động vào cơ, nó mạnh hơn, còn có lăn, day, bóp, đấm hoặc chặt. Recording in progress. Cột thứ ba là tác động vào khớp, gồm có vê, dung, vận động, vờn.